cứu một lần nè. Rồi dạ, còn tất cả những thứ mà học hỏi và biết thêm với đồng đội của mình rất là hòa đồng với nhau và rất là một lòng với nhau. Yeah. Chịu và bám lâu, chúng tôi đã sáng tạo ra PS bảo vệ 123.